Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải lánh mất chính mình hay là thịt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy. Khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần, trên đường tiến về Jerusalem có rất đông người đi theo Đức Giêsu. Nhiều người đi theo Ngài vì tưởng rằng Ngài đến để lập một vương quốc hùng cường theo nghĩa trần gian. Ngài đến với một vẻ huy hoàng chiến thắng. Nhưng cũng có những người có thiện chí đi theo làm môn đệ Ngài. Trong bầu khí hồ hởi đó, Đức Giêsu không ngần ngại đưa ra những điều kiện khắt khe cho những ai muốn theo Ngài. Thoạt nghe, chúng ta cảm thấy như có một sự mâu thuẫn. Tại sao Đức Giêsu lại muốn các môn đệ đánh mất sự tự do, từ bỏ cái tôi? Điều đáng nói chính là Thiên Chúa đã trao ban cho con người tự do, và Ngài chấp nhận con người dùng tự do theo ý hướng của họ. Vậy đòi hỏi này của Đức Giêsu có nghịch lý chăng? Để trả lời cho câu hỏi, chúng ta cùng nhau khám phá ý nghĩa đích thực dựa trên mặc khải của Thánh Kinh. Theo lối hiểu của Kinh Thánh và ý muốn của Đức Giêsu, thì sự đòi hỏi này mang tính tích cực cho người đón nhận, chứ không phải vì ép buộc. Khởi đi từ câu hỏi rất thân tình: Ai muốn theo tôi? Khi hỏi các môn đệ như thế, Đức Giêsu muốn các ông bước đi trong tinh thần thanh thoát, nhẹ nhàng, chứ không phải nặng nề, mất tự do. Một lời mời gọi rất thân tình làm cho người được mời gọi cảm thấy an vui, bình an và hạnh phúc khi tự mình quyết định lựa chọn lối sống mới theo tinh thần tin mừng. Khi mời gọi như thế, Đức Giêsu muốn người môn đệ tự nguyện từ bỏ một cuộc sống dễ dãi, an nhàn để lựa chọn cuộc sống thiếu thốn, khổ hạnh vì ích lợi cho phần rỗi của mình và niềm vui hạnh phúc cho kẻ khác. Thật thế, con đường mà Đức Giêsu muốn các môn sinh của mình đi không phải là con đường nhung lụa, thanh thang, rộng rãi, cũng không phải là con đường dễ dãi bằng phẳng, mà là con đường hẹp, gồ ghề, trông gai. Con đường đó là con đường từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Trong hoàn cảnh này, Đức Giêsu muốn các ông ra khỏi sự ích kỷ, hẹp hòi, tự phụ, kiêu ngạo, để ý Chúa, rợp bóng trên cái tôi của họ. Từ bỏ chính mình là một điều khó, khó vì nhiều lý do. Ai sinh ra trên trần gian này cũng đều là một cá thể riêng biệt, độc đáo, không ai giống ai. Ai cũng muốn khẳng định tôi là tôi chứ không phải là ai khác. Khi khẳng định như thế, chủ thể tôi cũng muốn xác định lập trường của mình rằng không ai có quyền lấy đi hay bắt buộc tôi phải từ bỏ những ý riêng tư mang tính cá biệt của chính tôi. Từ bỏ chính mình cũng là thể hiện sự dấn thân cách trọn vẹn. Thật vậy, Đức Hồng Y Francisco Xavier viết trong sách Đường Hy Vọng như sau: Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần khua góp lại những gì con bỏ trước. Từ bỏ chính mình là thể hiện sự quyết tâm, sự hy sinh để sống triệt để cho Đức vâng lời. Từ bỏ chính là một cách minh hiển cho thấy ta sẽ ưu tiên cho việc đi theo Chúa hơn là công việc của Chúa. Hôm nay, Giáo hội mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Trong suốt 3 thế kỷ bị bách hại, Giáo hội Việt Nam có trên 130.000 anh hùng tử đạo. Chúng ta đã đóng góp cho gia sản giáo hội một sự nghiệp đức tin to lớn. Tuy nhiên,
trong số đó mới chỉ có 117 vị đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn lên bậc hiển thánh. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, các tín hữu Việt Nam rất tự hào vì gương hy sinh của cha ông chúng ta. Cuộc đời các ngài rực sáng những đức tính của tin mừng như nghèo khó, hiền lành, cảm thông, chia sẻ, hòa thuận, liên đới, công chính và ngay thẳng. Chính vì được trang bị bằng những nét đẹp tin mừng như thế, nên các ngài đã hiên ngang đón nhận đau thương ở pháp trường. Là Kitô hữu thời đại mới, chúng ta thể hiện tin mừng trong cuộc sống như thế nào? Ngày nay đã qua rồi cái thời tự đạo bằng việc đổ máu, tự đạo bằng những cực hình đòn vọt, hung cuồng. Có chăng cũng chỉ là con số rất ít. Vậy tự đạo thời nay như thế nào? Tự đạo bằng chính đời sống của chúng ta. Trước hết, chúng ta phải sống đời sống chứng tá và đồng thời phải có tinh thần của một chứng nhân. Tự đạo ngày nay chính là từ hước những lợi lộc vật chất bất chính ở đời này và tìm sự giàu có bất tận nơi Thiên Chúa. Tự đạo là từ chối không sống theo những quyến rũ của thế gian để tìm công bình bác ái. Tự đạo là biết nói không trước những bất công thấp hèn phi đạo đức, không lùn cúi trước những bất công để dám lên tiếng cho sự thật. Tự đạo là sống yêu thương sẻ chia theo tin mừng để mang lại niềm vui, tiếng cười, lời an ủi động viên cho những ai đang sầu khổ thất vọng. Cuối cùng, tự đạo là can đảm sống niềm tin của mình cách vui tươi và mạnh mẽ. Do đó, sống đạo chính là tự đạo. Đó cũng là lời mời gọi không của riêng ai. Ngay một em nhỏ cũng có thể sống được và phải nêu gương sống thánh thiện của mình qua những cử chỉ biểu lộ rất đời thường của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con chưa đủ can đảm làm môn đệ của Chúa. Chúng con còn chần chừ, chân trong chân ngoài, vừa muốn theo Chúa, vừa muốn hưởng thụ những lạc thú thế gian. Xin cho chúng con biết dứt khoát theo Chúa với một tình yêu nồng nàn, cùng với lòng tin cậy mến sắc son. Amen. Xin dâng lên niềm tin của người dân Việt. Thank you.
xin